mà ăn thấy ghê vậy. Ây da, kỳ quá. Không ăn ngày đói mà ăn vô no quá. Trời ơi, mày ăn cái gì nó ớn luôn á. Trên cái bàn này ai tô là của mày đó, tao với mày uống nước không ai đó. Kêu tụi bay không chịu ăn chi. Thôi đi mày ơi, mệt kìa quá. Bớt ăn yeah. Đi ba. Ê, khoan. Tin nóng nè. Cái gì vậy? Một tên cướp đang bị truy nã. Trời ơi. Trời ơi, ghê quá vậy. Cái đặc điểm nhận dạng sao? Đàn ông đeo khẩu trang. Hết rồi. Trời ơi, có vậy mà sao mà mình nhận ra được, lỡ nguy hiểm sao ta? Ây da, tự nhiên quặn vậy ta? Không được rồi. À, chú ơi, cho con hỏi nhà vệ sinh đâu rồi chú? Nhà xí trong kia con. Dạ. Ai biểu ra như con heo gì đó. Trời ơi, người ta gửi lời mời các bạn tao quá trời luôn mà. Vậy hả? Ê, hướng 6 giờ. Dạ xin lỗi anh dùng gì? Ăn gì vậy? Dạ cho con tô mì gà. Ê, sao cái ông nội đó giống cái ông hồi nãy ông tả vậy? Phải không? Trời ơi, có chuyện ổng đó bà nội. Giờ sao báo công an đi. Trời ơi, bà làm gì bà rung dữ vậy? Tôi sợ nó cướp tiền ông, cướp sắt tôi nè. Ủa nó đâu có khùng đâu, nó cướp sắt bà nội. Sao mặt ông đẹp quá ha? Đẹp không đẹp, đẹp hơn bà nhiều rồi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, nó móc súng rồi đúng không? Nó móc súng. Trời ơi. Ê, tao nói. Hai đứa, làm gì vậy? Chị. Sao anh chảnh vậy? Tại tôi... Thôi nhưng mà em thích. Ngôi sao là phải chảnh. Không chảnh không phải là ngôi sao. Em hôn anh miếng nha. Vậy thôi em nắm tay anh nha. Anh cho khổ nắm tay. Anh cho em nắm tay đi. Đó đúng rồi, thôi đi. Buông ra. Đó kia buông ra. Cái gì mà tương tướp vậy, hai người là con gái đó. Khổ sao? Ghê á. Đi tránh ra. Làm gì ghê vậy bà? Chào anh. Dạ chào anh. Thân hạnh được biết anh. Dạ. Ôm cái được không? Dạ. Trời ơi bà đẹp quá à. Trời ơi bà thấy trai đẹp làm tôi tung. Cái này cái quán không phải cái chợ đâu. Ồn ào quá à. Trời ơi. Gì vậy? Chú. Bơm phải không? Dạ. Cái gì vậy? Chú cẩn thận. Cái gì? Sao vậy? Ông sao vậy? Má ơi má, con tìm được rồi má ơi. Má, Michael Bom phải không? Dạ. Anh là Michael Bom phải không? Dạ. Trời ơi, con người đây mà, bằng xương bằng thịt. Dạ. Chỉ nghe người ta nói thôi, bữa nay mới diễn kiến. Bom ngồi đi Bom, anh Bom ơi. Con làm gì thấy ghê vậy trời. Má của con, ái mộ anh Bom lắm. Dạ. Má con nằm mơ cũng thấy anh Bom nữa. Con nào? Con đây. Trời ơi, chú ơi, mà chú vậy mà chú kêu người ta là anh. Trời. Mày qua bên kia mày, mày không hiểu. Nghệ sĩ nó khác con người, nghệ sĩ không phải là con người. Nghệ sĩ nó là một cái sinh vật gì, nó cao lớn, nó trên mấy tầng mây rồi nó bay xuống đây. Trời ơi. Hồi nãy anh bước vô một cái, anh che cái khẩu trang. Tưởng Bom bị sức môi không á. Nhưng mà bây giờ nó có sức đâu. Cách bốc luôn. Nhưng ngày vô ấy luôn á. Trời ơi bây giờ anh ngồi đây. Anh muốn ăn cái gì là anh chỉ cần nói một tiếng. Em khao anh cả đời cũng được nữa. Không ấy vậy. Không ấy bây giờ. Bây giờ con xin tên Bom làm đại sứ thương hiệu cho cái quán của con đi. Trời. Đại sứ thương hiệu. Đây đây. Thí dụ như bây giờ quán của con là Tứ Phương. Thì bây giờ mình sẽ sửa cái tên quán là Tứ Bom. Trời. Tứ Bom, bốn loại bom nó nổ là bánh xác ông á. Bà đến đi. Hình ba em. Ủa dạ. Em dùng Photoshop em xóa đi. Thế cái hình lên vô đây. Đại sứ thương hiệu quán Tứ Bom. Vậy nha. Trời ơi, cái quán làm xíu đi. À mà giờ cũng đổi thương hiệu. Đồ làm thương hiệu hoành tráng thì ghê. Nhưng mà anh Bom vô quán tao trước bộ. Ấy
gì à? Nãy tụi tôi phát hiện trước chứ bộ. Thôi, ông thôi, làm thôi, quá. Thôi nhưng mà xí cho nó nghe nè, anh Bơm là của Chung chứ phải của ông đâu. Chung Chung có gì giờ, cây quát của tao tao có quyền đủ ấy, tụi bay đi hết đi. Không đi. Giờ xí bộ không tính tiền tụi bay luôn. Ờ không cần, nhưng mà tôi thích ngồi đây được không? Ờ chú kệ đi chú. Chú làm cho con cái gì ăn đi, con đói quá à. Sao không nói sớm? Trời ơi muốn ăn cái gì? Con sẽ lo cho anh Bơm từ A tới áo luôn. Dạ. Anh quen ăn. Thôi giờ để anh ăn mẹ ơi. Anh ăn đi. Trời đất ơi, ta đang ăn mà. Cưng đi qua bển đi cưng. Qua bển đi. Không không, đi qua bển đi rồi một chát lát rồi chớp. Bây giờ nè, bây giờ thông báo lại nè, 50 ngàn là bao ăn nha. Rồi. Trời không ăn hả? Rồi. Sắp hàng vô nha, tôi hô từng người lên nha. Rồi bây giờ từng người một nha. Em vô trước, chụp selfie một tấm thôi nha. À, cái gì vậy anh? Anh sao vậy? Anh bị sao vậy anh? Anh đau bụng quá. Trời anh đau bụng kìa. Đã nói ăn đổ đây mất vệ sinh lắm mà. Mày nín đi. Bơm có sao không? Thôi anh đau bụng quá, đi anh. Đi. Đi đâu? Trời ơi anh đau bụng mới đi bệnh viện. Vậy cho người ta chụp hình sao? Ê Bơm. Không, không. Không trả mà.